Sáng ngày 3 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác gia quân thi công tuyến đường nối cao tốc nội bài Lào Cai lên Sapa theo hình thức BOT. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành liên quan, lãnh đạo thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn kỹ thuật, đơn vị giám sát thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã đến kiểm tra công tác gia quân tại gói thầu số 3 có tổng giá trị đầu tư trên 90 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Nguyên thi công. Kiểm tra gia quân tại công trình cầu Móng Xến với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng do công ty cầu 3 Thăng Long thi công. Ngày gia quân đầu năm, các doanh nghiệp đã huy động nhiều phương tiện và công nhân tiến hành san gạt, lưu nền tạo mặt bằng, tập kết nguyên vật liệu. Tại các đơn vị đến kiểm tra, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, dự án đường nối cao tốc nội bài Lào Cai lên Sapa là một trong 16 dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, đây là dự án được lựa chọn là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, các doanh nghiệp cần khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình đã được ký kết với mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ thông xe kỹ thuật trên toàn tuyến này. Cùng với đó, trong quá trình thi công, doanh nghiệp phải luôn đặt vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan ra soát, cắm lại danh giới phải giải phóng mặt bằng khẩn trương hoàn thiện quy định quy trình riêng về quản lý chất lượng công trình dự án hoàn thiện quy trình nghiệm thu theo từng giai đoạn đảm bảo tiến độ đặt ra